Chào tất cả các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng ơ và ân. Thì trước hết chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng với ơ trước. Thì đối với ơ thì chúng ta sử dụng ơ với danh từ đếm được số ít và nó có nghĩa là một. Thì các em chú ý là ơ thì đi với danh từ nhưng mà các danh từ thì là bắt đầu bằng các phép phụ âm các em nhé. Thầy có một số ví dụ như sau. Ví dụ thầy có một cái lượt thì thầy sẽ nói là a com. Phụ âm tức là khi mà mình phát âm ra thì cái âm thanh đó sẽ bị bất kỳ một cái bộ phận nào của khoang miệng như là môi, răng, lưỡi này chặn lại, đúng không? Như cờ bờ mờ ở đó thì là phụ âm, thì các em dùng ơ. Ví dụ mình có một cái lượt mình nói là a com, hoặc mình có một con mèo thì mình nói là a cat. Nếu mà mình có ở đây là một cậu bé thì mình sẽ nói là a boy, và đây là một bông hoa thì mình sẽ nói là a flower. Tiếp theo đó là cách sử dụng ân. Thì ân thì cũng đi đối với danh từ đếm được số ít và cũng có nghĩa là một, nhưng mà các em lưu ý là ân thì đứng trước các cái nguyên âm như là A, E, O, U hoặc là I. Thì nguyên âm tức là các cái âm khi mình phát âm ra, đúng không? Thì không có bất kỳ một bộ phận nào của khoang miệng nó chặn cái âm thanh của mình lại, đúng không? A, E, O, U, I các em phát âm thì âm nó cứ ra thôi chứ không có bất kỳ một bộ phận nào chặn lại cái âm thanh đó cả. Thì mình sẽ dùng với ân nhé các em, nếu là ân đi với danh từ đếm được số ít và đứng trước các cái nguyên âm là A, E, O, U, I. Mình cùng xét một số ví dụ. Chẳng hạn như là đây là một quả trứng, mình sẽ có là an egg, vì là egg là E là một quả trứng. Tiếp theo mình sẽ có một quả táo thì mình sẽ nói là an apple. Apple là một quả táo vì là cũng là bắt đầu bằng một nguyên âm. Tiếp theo mình sẽ có là an umbrella, một cái ô, hoặc là an eraser là một cờ cụm tẩy. Các em chú ý là khi mình sử dụng ơ và mình không sử dụng ơ và ân với các cái danh từ không đếm được như là rice gạo này, water là nước này, juice là nước hoa quả này, meat là thịt này, cheese là bơ này, bread là bánh mì này, chocolate là sô cô la này, thì mình sẽ không nói là một gạo hai gạo mình không đếm được, đúng không? Không một nước hai nước được, hoặc là không một bơ hai bơ được, đúng không? Thì mình sẽ không sử dụng ơ và ân với các danh từ không đếm được các em nhé. Như vậy thì bài học của ngày hôm nay thầy đã hướng dẫn các em cách sử dụng ơ và ân. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.